Rồi bây giờ chạy lên. Chạy lên, tôi sẽ tha sẽ. Lên trời, trời cao không có thâu. Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Christopher Gamer. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại ngôi trường quỷ ám để thăm lại người bà ngoại làm master của chúng ta. Rồi, tiến tới trước rồi, dễ vờ lờ. Này dịch rồi, thấy thương vậy. Thằng dịch chắc trậu lắm nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại ngôi trường thôi. Ôi hàng cây xanh thắm như mẹ trường mến yêu. À quên, trường này không có hàng cây nha. Rồi tôi phải rời khỏi cái trường này. Ba ơi ba. Trời đất ơi, mới vừa ra là bà tiếp đón nồng hậu chứ. Đó, đâu bà. Trời bà bò theo bà bú liếm nè. Bò theo bà bú liếm các kiểu. 89-69 được. Rồi bây giờ chúng ta đầu tiên chúng ta phải tìm được một... À dây cáp. Bây giờ sau khi mà tôi chơi ở cái lần đầu tiên chơi thử thì tôi đã thua và bị bà đập cho sắp mặt. Bây giờ tôi đã kinh nghiệm rồi các bạn. Bây giờ đầu tiên chúng ta lấy được sợi dây cáp. Chúng ta lấy được sợi dây cáp chúng ta làm cái gì? Không lẽ để lấy làm dây thun quần đúng không? Không, chúng ta sẽ sửa điện. Đây đây là cái bình điện gắn vào đó. Gạt bạc rồi. Thế là chúng ta đã mở được một cái gì? À cái này tay quay. Tay quay chứ không được đọc là quay tay nha. Ở đây là tu viện của bà. Chúng ta không được làm những điều sằng bậy. Làm những điều sằng bậy nhiều khi bà kích thích. Ôi trời ơi, gì bà đi lẹ dưới bà. Trời đất ơi, tóc biến hả? Đây là game ma chứ đâu phải là LOL đâu, bà tóc biến ghê bà. Thánh thần thiên địa ơi, hú dí. Đó, thế là chúng ta được, có được cái quay tay. Thứ hai là chúng ta phải tìm những cái món đồ vật khác nữa. Làm thế nào để triệu hồi một con quái vật từ âm phủ? Thì chúng ta sẽ đi xuống âm phủ. Đó, 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 chúng ta nói nhiều chúng ta cũng triệu hồi được bà thôi. Xà beng ở đây, rồi, nhớ rồi. Nhớ vị trí xà beng đi. Ôi trời, chưa kịp làm gì mà lên mà quên rồi. Món thứ hai ở đâu ta? Cửa này chỉ mở được bằng mà. Sau khi nghiên cứu kỹ cái trò chơi này thì tôi cũng đã biết cách chơi sơ sơ để có thể đánh bại người bà của chúng ta. Đặc biệt là tôi thích cái hình thằng nhỏ mà vẽ lúc mà nó ngồi xuống á, các bạn thấy không? Nhìn như là nó bò bằng đít vậy, lít lết giống như chó mà ngồi cà đít dưới đất. Đây cuốn sách. À con búp bê đây. Rồi ok ok rồi. Khỏe rồi. Thấy cuốn sách kinh thánh này là bắt đầu nó vô liền. Ổn. Giờ phải nhử bà nữa. Giờ không biết bà ở đâu mới ghê. Đó, phải nhử. Đó, nãy giờ tôi đi là tôi bò bằng đít không? Đó, thấy không? Đó, cháu bò bằng đít nè bà. Bà ơi, bà cháu bò bằng đít. Đít chào trắng. Trắng như như mày. Đó, gắn quyển kinh thánh vô. Cái đó là nhạc kinh. Gì? Căng thẳng vậy. Rồi. Đó, gắn cái quyển kinh thánh vô đó là có thuốc nổ. Quỷ nào làm game có tâm ghé gắn quyển kinh thánh vô tưởng là giết được con ma hay gì là cho lựu đạn đồ. Đây là cách mà để giết bà. Phải đứng đây quăng như một con điên để dụ bà vô mới chạy vòng ra được. Nhiều khi không dám chạy tại không biết bà ở đâu,
Khó vậy đó, không biết bả đâu mà. Trò này đầu tiên là phải phát hiện kẻ địch ở đâu. Khi mà phát hiện được kẻ địch thì chúng ta mới lấy súng địch bắn địch để hủy địch. Không biết bả đâu mới ghê. Sợ vậy chứ. Bấm cái này đi. Mở cái cửa sắt đầu tiên. Rồi vô lấy con búp bê nè. Là chúng ta sẽ tạo ra một con búp bê. Bà bị kẹt rồi. Bà ơi, bà kẹt. Chứ con mà bị kẹt là con kêu bà ơi con kẹt là mệt lắm. Bà kêu con mất dạy nữa, phải không? Tự nhiên mình nói với bà mình, bà ơi con kẹt, kỳ. Bánh răng đã bị rỉ, tìm cách nào đó để sửa chữa. Không biết bà kẹt rồi bà có lên đây được không? Bà kẹt dưới luôn, con còn mừng nữa. Miễn là bà đừng có kẹt ngay cái chỗ cái đường đi của con được. Dầu máy. Đây là dầu máy, là để chích vô máy để máy chạy, chứ không phải là dầu ăn để chích vô đít để đít trơn nha. Hai cái khác nhau vậy thôi. Đầu dê. Treo đầu dê bán thịt chó ha. Bà này bà khoái ăn thịt chó lắm. Bởi vì chúng ta phải treo đầu dê lên để chúng ta bán thịt chó cho bà ăn. Bà đâu rồi? Where are you? Where are you? Trời đất ơi. Cái này nè, cái này mới quan trọng nè các bạn. Đó, cái tấm thẻ nè. Tấm thẻ ít. Thẻ xếp. Thẻ xếp hình mặt con cú. Một con cú có gai, là một đứa con gái có có con cú đó. Ê! Kẹt. Bà đâu rồi? Ghê quá. Má ơi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái tấm thẻ này nè. Chúng ta chạy xuống dưới cái một cái tủ đồ mà nó có hình mặt đứa con gái có cú. Ở cái tủ đứa con gái có cú. Đó, chúng ta sẽ được gì đây? Tại vì đứa con gái có cú mà, cho nên là phải có cây kéo cắt con cú. Các bạn không được bị bạn không? Rồi bây giờ chạy lên. Chạy lên tôi sẽ tha sẽ. Lên trời. Trời cao không có thâu. Trời ơi, đòi cắt con cú của bà thôi mà bà móc con cú ra bà hù hết hồn. Quýu 30 cm bà hù cái còn có 3 mm. Quýu với bà thì ngồi bước ra. Happy Halloween rồi. Hết Halloween rồi má ơi. Thầy ghi nhớ là ở đây có cái đầu dê. Hello motherfucker. Wow, một cảm giác rất vô mốt. Oh my god. Trời ơi bà, lên liền, kinh. Bà dễ gì bà bắt được tôi. Tôi à, tôi không bao giờ tôi sợ bà, tôi thề bà luôn. Giờ bà có hù tôi cỡ nào tôi cũng sống sợ. Giờ bà có hù tôi cỡ nào tôi cũng sống sợ. Tự nhiên bà la lên hết hồn bà. Giết rồi được rồi, giết cho im lặng. Mình là người lịch sự, mình không có thể nào mình la hét lung tung như thế được. Mình là một bà master.
là một cái người cực kỳ là bình tĩnh, tự tin, chứ không phải là những cái người buôn bán ngoài chợ, đúng không bà? Đó thì mình phải nói chuyện nhỏ nhẹ, được la, đúng không? Dí cũng phải trong im lặng. Mình ma mà, cũng phải lịch sự, ta quánh cái giá trị của mình thấp, đúng không? Đi cái tướng cầm cái búa là thấy chợ búa rồi. Bởi vậy, hở tí la làng, hết hồn vía. Rồi, bà là đây. Chúng ta sẽ có chuyện để nói rồi bà. Trời, lên lẹ dữ rồi, mới thấy không thấy rồi, xong lên rồi. Nè, vô đây chơi không có la nữa nha không. Trời, má đi đường mới nữa. Má nhiều khi tôi tưởng tượng, nhiều khi có khi nào tôi đóng cửa mà tôi kẹt ngược lại vô trong, trời, không. Rồi, khi mà chúng ta ghép vậy đó là bà hả sẽ thần tượng, bà quỷ Satan mà thần tượng đó. Idol đó, lại trọng đích lại mê hồn đó. Bà sơ sẽ cầu nguyện 30 giây rồi mật mã. Tám, ba, ba, tám. Không lấy được cái này liền. Chưa tới lúc thích hợp. Bà chu đích ra vậy còn chưa thích hợp. Thích là đâm đích thôi. Trời đất ơi. Tám. Tám, ba, ba, tám. Tám, ba, ba, tám. Tém, bè, đè. Tén. Hút. Rồi, két sắt. Rồi bây giờ giây phút quan trọng. Đó chính là gài bơm bà. Đâu bà đâu? Trời, bà xuống liền luôn. Đó, lên cho bơm nè. Đó, bà ơi, bà thấy búp bê bà dễ thương rồi, che tim nữa. Ô xe la bùm ba la bùm ba càng về má la càng phê. Bùm ba đê ba về cái má la bùm xùm. Rồi, trời ơi, té mà tẹt hát luôn ha. Ghiền bài hát liền. Bài hát là xe la bùm. Rồi, mở chìa khóa. Rồi đó, đây mới là chìa khóa cửa chính. Rồi, cuối cùng thì chúng ta cũng đã chiến thắng được cái trò chơi khó nhằn này rồi. Yeah. Woo. Thế là cháu Kid Devil Gamer đã chạy thoát được khỏi trường học có cái icon cuốn con gai. Yeah. Bạn đã thoát. Vâng, và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe. Và ngoài ra thì hãy comment cho mình biết các bạn có thích cái trò bà ngoại master này hay không. Và bây giờ mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành nha. Ông xin la bùm ba la bùm.